Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn gấp một cái hộp giấy mẫu như thế này nha các bạn. Một cái hộp giấy mẫu như thế này ha. Rồi các bạn cùng mình hướng dẫn gấp nha, mình sử dụng tờ giấy có kích thước 15cm nha, 15cm nha các bạn. Rồi mình gấp vào ha. Rồi mình gấp cái này lên đây ha. Rồi mình mở nó ra ha. Rồi mình gấp ha. Đây mình gấp lên như vậy, gấp đều như này các bạn, gấp xung quanh đều luôn ha. Rồi mình gấp vào thế này ha. Rồi mình gấp tiếp ha. Lại như thế này ha. Bắt đầu mình mở góc ra. Đây mình mở ra như thế này ha. Mình gấp hai bên lại nha các bạn. Như thế này ha, rồi mình gấp đều xung quanh luôn các bạn. Thank you.
nữa nè. Đây, xong mẫu cái thứ này các bạn, và bắt đầu mình ngắt ra. Mình xong cái miệng, miệng cái hộp như thế này ha, bắt đầu mình nung ra. Đây xong mẫu hộp giấy.